các bạn thân mến. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, mời các bạn nghe truyện ngắn Bà Nội của Nguyễn Thị Việt Nga qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. 18 tuổi, tôi vào đại học. Trước khi lên trường, mẹ dặn dò đủ thứ, nhưng cũng không thấm vào đâu so với những lời dặn của bà. Phải đến một tuần, cứ hễ nhìn thấy mặt tôi là bà lại bắt đầu bài ca vô tận. Còn Thủy này, lên trường đại học, lên đất Hà Nội, lạ nước lạ cái, đừng có mà chơi bời la cà ở đâu, nghe chưa? Mình đi học thì chỉ biết học thôi, đến trường rồi về, thế thôi, chớ có chơi bời bay nhảy cái gì. Vâng, cháu biết rồi bà ơi. Đừng có tin lời ai cháu nhá. Bà buồn cười thật đấy, sao lại không tin ai? Thế thầy giáo cũng không tin à? Thì để cho bà nói hết đã nào. Là bà nói người lạ ấy cơ. Thiên hạ thiếu gì kẻ cháu trở gạt đường.